Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an Kiên Giang cho biết Công an huyện Tân Hiệp đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên, 43 tuổi, để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông NVN, 60 tuổi, ngụ cùng địa phương với Xuyên. Thông tin ban đầu chiều tối ngày 28 tháng 3, nhận được tin báo của người dân phát hiện ông N tử vong tại nhà riêng có dấu hiệu khả nghi, công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an Kiên Giang nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Qua xác minh điều tra, lực lượng công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân ở nhà một mình, hàng xóm xung quanh đều vắng nhà nên không ai biết được sự việc. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng, công an huyện Tân Hiệp xác định xuyên là đối tượng nghi vấn nên tiến hành bắt giữ và đấu tranh ngay trong đêm. Làm việc với công an, lúc đầu xuyên quanh co chối tội, thế nhưng trước những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, xuyên khai, chiều ngày 28 tháng 3, nghi can mang chai rượu đến nhà nạn nhân rủ nhậu, nhưng nạn nhân không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, rồi xuyên ra sân lấy một đoạn gỗ trở vào nhà tấn công vào vùng đầu và thân của nạn nhân, dẫn đến tử vong. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 NHD bị đánh chết não, đến nay gia đình đã đưa cháu D về bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị được 3 ngày, tình hình sức khỏe hiện tại của cháu được dư luận đặc biệt quan tâm. Đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, cháu D được điều trị duy trì tại khoa hồi sức tích cực, hiện tại chưa thể tiên lượng nói trước được điều gì. Tuy nhiên, vị đại diện nói thêm, cháu D đáp ứng thuốc có chiều hướng tốt lên dù đã hỗ trợ không quá lớn. Ai cũng hy vọng D sẽ khỏe lên vượt qua được khó khăn này. Đại diện bệnh viện nói, cháu vẫn đang hôn mê, phải hỗ trợ thở máy, thầy thuốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, chưa thể nói trước được điều gì về diễn biến sức khỏe của cháu. Cũng theo nguồn tin này, khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của cháu D so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Nội, người nhà bệnh nhân D cho biết, những ngày trước nam sinh không có phản xạ, tuy nhiên, hiện tại cháu D đã có phản xạ khi được tác động. Ví dụ khi người nhà cấu vào chân, trẻ có dấu hiệu co chân lại nghĩa là có phản xạ còn lại trẻ chưa có dấu hiệu gì khác biệt. Hiện mọi chăm sóc y tế cho bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc với sự hỗ trợ của người nhà. Nam sinh được ăn qua son đe và đường tĩnh mạch. Được biết, hai bên nội ngoại gia đình D có 5-6 người đang thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc cháu. Chị Nguyễn Thùy Huệ, 38 tuổi, cô ruột của đê tâm sự. Gia đình không chỉ trong năm D mà còn phải chăm sóc cả chị Lan, mẹ cháu D. Bởi đây là cú sốc quá lớn đối với chị. Người phụ nữ này đã khóc hết nước mắt thường xuyên ngất lịm. Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương cũng đã đến hỏi thăm động viên chị Lan mong gia đình sớm vượt qua khó khăn. Liên quan tới vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại Hà Nội, bị can TVM, sinh năm 2008, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, bị can mới 16 tuổi là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên, sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội. Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích, Điều 134 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này, hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù trung thân. Tuy nhiên trong vụ án này, nạn nhân NHD quận Long Biên bị đánh dẫn tới bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao, mới có 14 tuổi nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng, định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi theo điểm C khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư hùng phân tích với các tình tiết trên, dù nạn nhân có tử vong hay không, bị can vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo khoản 4 điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, với tình tiết định khung tại điểm a hoặc điểm d của khoản này, mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can, nhưng giới luật sư cho rằng đây mới chỉ là những kết quả điều tra ban đầu. Các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ còn phải tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan và các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án theo quy định pháp luật như nguyên nhân, diễn biến của vụ án. Ngoài bị can còn có đồng phạm khác tham gia xúi dục, giúp sức hoặc trực tiếp đánh, gây thương tích cho nạn nhân hay không. Vì vậy, Toàn bộ sự thật khách quan của vụ án cũng như trách nhiệm pháp lý của bị can và những người có liên quan nếu có là ra sao sẽ còn phải đợi vào kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra cũng như kết quả truy tố và xét xử vụ án, luật sư Hùng nhấn mạnh. Đặc biệt là trách nhiệm của người bố bị can trong vụ án này mặc dù biết được sự việc mâu thuẫn giữa các em nhưng ông trương văn tâm đã không có những hành động phù hợp và cần thiết để giải quyết một cách đúng đắn cũng như kịp thời ngăn chặn việc các em đánh nhau còn theo luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nhd vụ việc đau thương đã được mọi người trong xã hội rất quan tâm những hình ảnh đau thương của cháu đã khiến mọi người rất thương xót và ngay bản thân luật sư Thơm cũng không cầm được nước mắt khi thấy cháu NHD đang trong tình trạng duy trì sự sống từng giờ. Các nội dung cụ thể vụ án sau này trên hồ sơ, chúng tôi sẽ có những quan điểm nhận định để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại. Nếu có căn cứ xác định bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội, tôi sẽ kiến nghị theo đúng quy định pháp luật theo cơ quan điều tra. Đây là quyết định tố tụng ban đầu. Nếu trong quá trình điều tra có những tình tiết khác làm thay đổi bản chất vụ việc, sẽ thay đổi việc xử lý đối tượng về tội danh khác, luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đối với bị can phạm tội đang ở lứa tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Theo Điều 12 Bộ Luật Hình Sự, khoảng 4 Điều 134 Bộ Luật Hình Sự có khung hình phạt từ 7 năm đến 14 năm là loại tội rất nghiêm trọng. Do đó, luật sư Thơm khẳng định, đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Liên quan đến vụ học sinh lớp 8 bị đánh chết não, cách khu vực sân đình lệ mật nơi xảy ra sự việc không xa là ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh Tâm, người bố trong vụ việc. Người dân cho biết từ khi xảy ra vụ việc, căn nhà này gần như cửa đóng then cài. Công việc kinh doanh làm ăn của gia đình đã phải gác lại. Những người trong nhà trở nên sống khép kín, không giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Theo những người hàng xóm về gia đình thiếu niên Trương Văn Minh, con trai anh Tâm bị can đánh nam sinh NHD khoảng gần 10 năm trước, bố mẹ Minh đã ly dị, Minh sống cùng ông bà nội, bố và em trai kể từ đó tới nay. Vụ việc đã xảy ra hơn 10 ngày nay nhưng tại Đỉnh Lệ Mật và khu phố Lê Mật phường Việt Hưng vẫn còn xôn xao bàng hoàng. Bà M, người dân sinh sống cạnh Đỉnh Lệ Mật cho biết, nhiều năm nay sân đình là nơi để người già tập thể dục, trẻ nhỏ chơi thể thao vào cuối buổi buổi chiều. Thế nhưng từ khi xảy ra vụ việc, nơi này ít người qua lại hẳn. Vài hôm trước, công an cũng đến thu những dụng cụ liên quan đến bóng rổ tại sân đình. Bà Mờ nói, chúng tôi sống ở đây nhưng ít người chứng kiến vụ việc lắm vì đa số đều đi tập thể dục. Chỉ khi thấy công an đến, chúng tôi mới để ý. Một người hàng xóm gần nhà Minh nói, tôi nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bộc phát của các cháu ở tuổi mới lớn. Vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng thật đáng buồn. Đặc biệt, sau vụ việc, một số thông tin không hay về gia đình cháu mờ được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí một số đối tượng đến tấn công ngôi nhà bằng chất bẩn, gạch đá. Ông Trần Như Tiến, Tổ trưởng Tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng cho biết, trước kia anh Tâm làm nghề tự do, hơn 10 năm trở lại đây, anh ấy về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới, nhận chụp ảnh thuê cho mọi người. Tôi cho rằng với nghề này, con người họ sống thuần tính lắm. Con trai của anh Tâm là cháu Minh cũng vậy. Trước giờ không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh, chỉ có điều cháu Minh sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Cũng theo tổ trưởng tổ dân phố tại đây, sau sự việc, có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào nhà của anh Tâm, phường đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi. Tôi mong mọi người nên bình tĩnh, không nên hành xử như vậy, vị tổ trưởng cho hay. Mới đây tại họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình kinh tế xã hội quý 1, Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương sọ não xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường. Ông Tùng cho biết, sau khi xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Văn Minh 16 tuổi ở phường Việt Hưng quận Long Biên về tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không. Ông Tùng nói và cho biết mạng xã hội đã đưa những thông tin nghi vấn thất thiệt về người trực tiếp đánh nạn nhân. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, liên quan vụ án này, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, đưa tin không chính xác, chẳng hạn như đưa tin hai anh em Minh đánh cháu D, chứ không phải mình Minh đánh, hay đưa tin bố đẻ hai cháu Minh và ca đứng ngoài cổ vũ hai con đánh cháu D. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đây là những thông tin xấu độc bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh, điều tra bắt người phải có căn cứ, phải xem xét tổng thể xem có yếu tố đồng phạm hay không, chứ không thể áp đặt chủ quan. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị chức năng để truy bằng được những kẻ thông tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để những thông tin xấu độc suy diễn này lan truyền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trước đó ngày 19 tháng 3 năm 2024 Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên, về việc em Đê khi đang chơi tại sân bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 3, TVK cùng ông nội là Trương Văn V, 74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng đến chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đê cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa Đê và Ca xảy ra mâu thuẫn, Đê đã dùng tay tát vào mặt Ca. Sau khi bị Đê đánh, Ca về nhà nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi bộ ra khu sân Bát Giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường. Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu thì ca kể lại sự việc bị bạn đánh, sau đó ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình. Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe, đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về. Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của D đang chơi. Lúc này Minh hỏi thằng nào đánh em tao, và ca dùng tay chỉ về phía D đang đứng. Thấy vậy, Minh tiến lại phía D, dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm một phát vào vùng má trái, khiến D xoay một vòng, ngã đập gáy xuống nền sân. Sau đó Minh tiếp tục túm cổ áo D và yêu cầu xin lỗi em trai mình. D ngồi dậy không nói gì, sau đó bị choáng ngã ra đất. Về phần ông Tâm, trên đường lái xe về, thấy Minh đấm D thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ D và con trai mình. Thấy D có biểu hiện choáng váng. Ông Tâm nói với Minh không được đánh nữa, đồng thời nói đê lần sau nếu còn đánh em, chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý. Minh không đánh đê nữa, ông Tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà. Sau đó, do sốt ruột vì việc đê bị choáng, nên ông Tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác. Thấy đê có biểu hiện choáng, tái mặt, ông Tâm đã cùng người dân đưa cháu vào Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định đê bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Sau nhiều ngày điều trị, đến nay theo nguyện vọng gia đình, em D đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ gần quê nhà để chạy máy. Hiện giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên tổ chức điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Công an thành phố Hà Nội đề nghị báo chí, người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật mới đây đại tá huỳnh bảo nguyên phó Giáo đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định xác nhận công an tỉnh bình định vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn đình kim cựu bí thư huyện ủy vĩnh thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi cụ thể theo kết quả của thanh tra tỉnh bình định ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, đã tự viết đơn giả chữ ký làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Sau đó, 4 trường hợp thực hiện chuyển nhượng cuối cùng hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ thuộc quản lý riêng của ông Kim và hai con trai. Trong 138 hecta đất rừng phòng hộ của cha con ông Kim, cá nhân hộ ông này sở hữu 85 hecta, hai con trai Nguyễn Đình S 30 hecta, Nguyễn Đình N 23,4 hecta. Sau này ông Kim có động thái chuyển đổi sang tay một số diện tích đất rừng trên cho một hộ dân khác nhưng bị ngành chức năng phát hiện tạm dừng. Ông Kim còn nằm trong chuỗi hàng loạt sai phạm về cấp đất cho thuê đất ở huyện Vĩnh Thạnh, trong đó có vụ cấp và cho thuê đất trái luật cho vợ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sĩ. Trước đó vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ba nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất cho thuê đất mà Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 hecta đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 hecta rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim. Vụ án đang được Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ ông Nguyễn Đình Kim cũng đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 29 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định, PC08 cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời giải cứu 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Campuchia khi các đối tượng đưa đi qua địa phận tỉnh Bình Định. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo về việc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng nhận được điện thoại của 3 công dân Trung Quốc, chưa thành niên bị lừa sang Việt Nam và sẽ đi Campuchia phòng PC08 đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước khẩn trương bố trí lực lượng phương tiện theo dõi sẵn sàng đón bắt. Vào khoảng 16 giờ 25 ngày 27 tháng 3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thực hiện nhiệm vụ tại km 1170 quốc lộ 1, thuộc thôn Tránh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Tịnh. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng theo dõi phát hiện ô tô 30K 45084 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra tài xế điều khiển xe ô tô 30K 45084 không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ tuần tra kiểm soát mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi đến km 1186 quốc lộ 1 thuộc thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thì dừng được phương tiện. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm, 35 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe trên đường, mà trong cơ thể có chất ma túy. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường, 41 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông và tạm giữ ô tô con biển số 30K45084. Qua làm việc ban đầu, trên xe, ngoài tài xế Phạm Thanh Lâm còn có 4 người gồm Nguyễn Cao Thường sinh năm 1983, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, và ba công dân mang quốc tịch Trung Quốc là Hoàng Sen sinh năm 2007, Phúc Kiến Linh Joan Linh, sinh năm 2007, Phúc Kiến và Wu Xin Nan, sinh năm 2006, Phúc Kiến. Nhận thấy vụ việc nêu trên có liên quan đến người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên phòng PC08 đã trao đổi đề nghị phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh PA09 phối hợp xác minh làm rõ, sau đó phòng PA08 đã phối hợp phòng PA09 cử lực lượng đến phối hợp làm việc với các cá nhân có liên quan. Vụ việc đang được xác minh xử lý làm rõ. Dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, nay là đường Trường Sa, là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đến, đây là con đường khiến hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt giam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, kinh phí xây dựng 747 tỷ đồng. Do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2015. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp 2 đô thị chạy dọc bờ nam sông Trà Khúc có chiều dài hơn 8,7 km, nền đường rộng 3,6 m, mặt đường rộng 22 m được bê tông nhựa. Điểm đầu của tuyến đường giáp với đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Quảng Ngãi tại km 1057, điểm cuối giáp nút giao thông dẫn vào cầu cổ lũy dự án do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà thầu thi công. Đơn vị tư vấn giám sát công trình là liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đức Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn VHK, cả ba công ty này đều ở tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016. Từ khi sử dụng, đường bờ nam sông Trà Khúc kết hợp với đường Trường Sa ở bờ bắc sông Trà Khúc cũng hướng về phía biển. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu, thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật hình sự. Trong số 6 người bị bắt có những người từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi. Đây là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Mới đây tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ cháy chung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023 khiến 56 người tử vong. Báo chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp danh tính chức vụ của 6 đảng viên cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy. Trước câu hỏi này, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đây là 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Tôi là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố, do vậy nội dung này sẽ có cấp có thẩm quyền thông tin. Thông tin về công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh, chủ căn hộ trung cư mini. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp. Trước câu hỏi 6 đảng viên là cán bộ nguyên cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy đã được công an mời lên làm việc chưa, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận 6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, những người liên quan được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, vi phạm quy định của Đảng hay hành chính. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, trung cư mini ở số nhà 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Xuân Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên. Ngày 31 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 5 bị can để tạm giam, gồm Dương Khải sinh năm 1994, Thạch Quý Lầy sinh năm 1986, Kim Sa Rương sinh năm 1987, Thạch Chóp sinh năm 2003 và Thạch Nha sinh năm 1997 về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Năm người này đã khống chế tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, sau đó đưa vào chánh điện khóa cửa không cho ra ngoài. Nhóm người này còn hành hung gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân. Trước đó ngày 22 tháng 11 năm 2023, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng hai Phật tử đại diện người địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Chanh Đa Ra, ngụ huyện Tam Bình trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác hành hung gây thương tích và đưa vào chánh điện khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài. Tên này còn chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc, tuyên truyền sai sự thật. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền vận động, những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản sự việc, tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại Chùa Đại Thọ. Liên quan đến vụ việc ngày 26 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Chanh Đa Ra cùng Kim Kim ngụ huyện tam bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ngoài ra công an huyện tam bình cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thạch ve sanon ngụ huyện tam bình về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật vụ việc đang được công an tỉnh vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật Vụ việc nhiều khách hàng tố bị mất hàng chục tỷ đồng gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam có tên viết tắt là MSB, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp các khách hàng chứng minh được họ đã nộp tiền vào MSB thì lúc này khách hàng là người liên quan. Trong khi đó, cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút tiền của khách thì ngân hàng MSB là bị hại của người này. Cán bộ này phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng MSB và MSB có trách nhiệm trả lại số tiền đó cho khách hàng. Theo đó, ông Tuấn Anh cho rằng những khách hàng bị hại liên quan đến MSB vẫn có cơ hội lấy lại tiền. Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ MSB lừa ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách, gửi tại đây thì MSB với vai trò bị hại có quyền yêu cầu người này hoàn lại số tiền đã lừa đảo. Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm trả lại số tiền cho khách vì ngân hàng đã hạch toán số tiền mà khách hàng gửi vào tài khoản. Còn việc cán bộ vi phạm khi nào có tiền trả lại cho ngân hàng thì khách không cần quan tâm. Luật sư Tuấn Anh phân tích thêm, nếu trong trường hợp cơ quan an ninh điều tra xác định người bị mất tiền là bị hại của cán bộ ngân hàng thì cán bộ này phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho khách hàng. Do đó, xác định vai trò của bị hại hay người liên quan rất quan trọng trong việc ai là người trả lại tiền. Cùng quan điểm, một luật sư khác cho biết theo quy định tại điểm G khoản 2, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ, điều 6, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thông tư số 15 ngày 28 tháng 12 năm 2020 quy định, tổ chức cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng lừa đảo trên tài khoản của khách hàng do lỗi của mình. Các khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản thanh toán và được ngân hàng MSB cấp mã số tài khoản thanh toán sau mỗi lần gửi tiền vào tài khoản đều được các cán bộ lãnh đạo của ngân hàng này ký xác nhận thông tin, đóng dấu của ngân hàng. Từ đó có thể xác định giao dịch gửi và chuyển tiền vào tài khoản mở tại MSB của khách hàng là giao dịch tiền tệ giữa khách hàng với ngân hàng nên không phải là giao dịch cá nhân với cá nhân. Vì thế, nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm đó có liên quan tới MSB. Theo các luật sư, khách hàng của MSB có thể là bị hại của một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án, ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, vấn đề quan trọng nhất là các bị hại cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để thống kê thiệt hại. Sau khi hoàn tất thống kê, việc có lấy lại được tiền hay không và trong bao lâu phụ thuộc rất lớn vào thiện trí, năng lực tài chính của người gây ra thiệt hại. Ông phân tích, đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền, Đồng thời, người gây ra thiệt hại cũng có thiện chí thì việc hoàn trả, khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng. Trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn lại tiền. Nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả thì quá trình thi hành án lấy lại tiền rất khó khăn và mất thời gian. Liên quan đến những lùm xùm xung quanh trường quốc tế Mỹ Việt Nam hay còn gọi là trường quốc tế AISVN, trong những ngày qua mới đây, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị đã có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình hoạt động của trường. Đáng chú ý trong báo cáo này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường quốc tế AISVN. Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020 quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Theo báo cáo, trường quốc tế aisvn được thành lập trên cơ sở đề nghị của công ty cổ phần quốc tế mỹ ais do bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng quản trị đứng tên bà út em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh có con em đang theo học tại trường với các điều khoản vay vốn không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh theo học khi học sinh hoàn thành chương trình học trường sẽ hoàn trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định sau nhiều lần bị phụ huynh phản ánh tố cáo việc trường không hoàn trả lại số tiền đã vay dù đến hạn, thời điểm bị tố cáo trường cho biết đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Sau đó không lâu, trường thông báo tới phụ huynh đóng thêm các khoản phí để duy trì hoạt động của trường. Bên cạnh nhiều phụ huynh đồng ý, có một số phụ huynh phản đối. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Tổ công tác liên ngành đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Mỹ AIS, trường quốc tế AISVN. Trong đó, đề xuất chuyển thanh tra thành phố xem xét hồ sơ, thanh tra tình hình hoạt động của đơn vị để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, theo ý kiến của công an thành phố, hợp đồng ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc. Ngoài ra, theo nhận định của tổ công tác liên ngành qua các buổi làm việc thì nhà đầu tư, công ty, nhà trường chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, chưa thực hiện đúng cam kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, trường quốc tế AISVN đang được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức. Việc pháp nhân sở hữu trường quốc tế AISVN không sở hữu quyền sử dụng đất gây khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư thực hiện tái cơ cấu cũng như xử lý nợ. Theo đánh giá của phụ huynh học sinh và cơ quan chuyên môn, Trường quốc tế AISVN có mô hình và chương trình đào tạo tốt, đáp ứng nhu cầu học tập theo chuẩn tú tài quốc tế IB của học sinh thành phố và các tỉnh trong khu vực. Với chất lượng đào tạo như vậy, một số nhà đầu tư đã làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em đề xuất hỗ trợ kinh phí để trường tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023-2024. Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn nhận lại lợi ích bằng tỷ lệ cổ phần công ty và có quyền điều hành các hoạt động tài chính của trường. Trước những xôn xao dư luận xung quanh đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN, ngày 28 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cho biết đề xuất hỗ trợ tài chính là một dạng cho vay, sau đó chủ đầu tư trường vẫn phải trả lại tiền cho nhà nước. Nhà nước chỉ đứng ra bảo đảm để trường được vay tiền với điều kiện có tài sản bảo đảm. Bởi hiện nay, việc bảo đảm quyền lợi được học tập của học sinh tại trường AISVN là vấn đề quan trọng. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố về đề xuất phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường ISVN. Tuy nhiên, đề xuất này đã khiến dư luận xôn xao. Theo văn bản của Sở Giáo dục Đào tạo, trong quá trình hoạt động, trường ISVN do Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện pháp luật của nhà trường đứng tên ký, đã thực hiện ký kết các hợp đồng với cha mẹ học sinh bằng việc cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường Quyền lợi mà người ký cha mẹ học sinh nhận được là học sinh sẽ được học tập tại trường trong suốt thời gian dài nhiều năm học tập tại trường. Số tiền cha mẹ học sinh đã đóng cho nhà trường được hoàn lại, không phải đóng học phí, hoặc không hoàn lại học phí đã đóng trước cho toàn bộ thời gian học, tùy theo hợp đồng giao kết với nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, chế độ lương của giáo viên tại trường AIS -VN chưa được đảm bảo, trường chưa thanh toán lương cho giáo viên từ tháng 2 năm 2024 cho đến nay. Vì vậy, việc duy trì hoạt động của nhà trường đang bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của 1.213 học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động của nhà trường để tìm phương án giải quyết phù hợp để duy trì hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, chưa có sự hợp tác của đơn vị. Vượt qua sự việc phần lớn giáo viên lãng công do không được trả lương trong thời gian dài dẫn đến trường ISVN cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Sở đã tổ chức buổi làm việc tiếp công dân là cha mẹ học sinh của trường ISVN liên quan đến các nội dung trên. Qua ý kiến đề xuất của đa số cha mẹ học sinh, đề nghị thành phố hỗ trợ duy trì hoạt động của trường đến hết năm học 2023-2024 để đảm bảo duy trì tình hình an ninh trật tự ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh tại trường ISVN. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ tài chính ngắn hạn tùy theo tình hình thực tế có tài sản bảo đảm để chi trả lương cho giáo viên, nhân viên và chi phí cố định khác để bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học tại trường ISVN đến hết năm học 2023-2024. Tháng 6 năm 2024